Qua chào nhà nha. Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay anh em mình sẽ đi bắt ốc bù nướng lá lớp nha. Ốc bù siêu to nướng lá lớp. Có con ốc bù to lắm nè, nằm trong chòi á. Ngay đây giữa con bự quá. Bự bự ra chị em. Ốc bù con nhóc không? Bắt ốc bù bự thôi nha. Chút xíu anh em mình sẽ sắt nó ra. Chim ghê chim. Vơ cỏ ngang coi nó nổi nữa không? Nước đầy quá. Mà sáng nó sẽ nổi. Hôm nay qua đụng sơn tại. Mát đi. Tắm rồi nói gì nữa. Xong đụng con giữ tên đi. Nè, đây có một con bự lắm anh chị em. Chích tới xíu thôi. Đây như cái vỏ ốc quá ta. Đâu? Đó. Hay hả? Ừ. Đó. Rồi hai xuống một đi. Dạ. Một con, cây tư. Chừng 20 con đủ. Đó, nổi lắm. Trời ơi, bị địch vụ. Chịu qua tới nhiều lắm rồi ta. Nốt thảo mày. Ừ. Đó. Ốc chết quá tại luôn nha, mưa này chắc có luôn. Nó ăn đúng không? Ừ. Ốc bự chết bự không? Già quá nó ngủ dưới gì vậy không? Không nghĩ luôn nha. Nó chết nữa. Vậy là hôm bữa ta bị dụ rồi, ta thấy nó nổi quá, ta gió ốc không. Hai chục con cái đó là đủ đó chị. Trời ơi. Nó nằm ở dưới á, nắng lên rồi. Nắng lên nó chìm xuống đó, phải không? Được 5 con rồi, còn 15 con nữa. Mẹ hấp mà không được. Được mẹ, biết nghĩ được. Trời, ăn bèo luôn. Này con cá mới. Trời ơi. Ý. Con này hả đi ha. Bác ừ, gồng đi đi. Bự thôi, hơi pin xe sắt ra. Nó ngày em gồng rớt xuống á. Có không còn? Mở giữa cậu à? Nằm giữa mà nè, nằm giữa hả? À. Cười gian thấy ẩn rồi chứ. Nó nằm ở giữa á. Nghe cho mọi người thấy bộ xương của ông cò luôn, ông cò không có tặng rồi. Mò lại khúc rồng á chị. Khúc nè. Ủa. Chết rồi. Còn quờ bắt hết nhục đó rồi. Mình kia dính gông á. Gọi tên gông á. Nè nó chìm. À, con đó hồi nãy chim thả lại cậu. Hả à? Hả. Nè chim. Có hao rồi. Bỏ cho đây luôn. Hao tới rồi. Hao tới. Trời ơi con ốc. Này đem vô mấy bờ sống. Nhưng mà đây nó có đất đâu mà nó sống. Kéo nó lên lùi. Cái bằng cái lên lùi. Ừ nè có bụi xả nè. Mới hai rồi. Kéo lên lùi. Ra luôn. Chết nhiều quá. Chết quá tại luôn. Cái gì luôn. Đỡ nhau lên cho nó nằm ở dưới rồi. Mốt mình một cái lốc, mình hấp cá lốc, không hấp mớt rồi. Ừ. Nằm ở dưới rồi.
kéo ngang nó có nổi không rồi. Cái tư tưởng cái gì á? Ừ. Nãy em thấy rồi. Kéo lên cái này lên không cậu? Kéo đi. Quá. Để mốt nó. Không, nói tư tưởng nó cũng vậy hết à, cậu yên tâm đi. Con này già mắt không? Nhỏ nhỏ cái thể động nó lên. Mốt rồi. Con này già. Đó 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 đó, cậu cậu đó còn. Đúng rồi. Quá trời. Có cái hàng lươn mới dụng luôn rồi. Con kia xanh hơn này nhé. Con kia xanh hơn. Hồi nó vậy, nó mướt á. Xèo luôn. Mất một. Đồ phải vậy nè. Đây cái ốc anh em mình đã kỳ sạch rồi nè cả nhà. Món này món ốc thường mình ăn để thưởng thức thôi chứ không có ăn nhiều được nên anh em mình chỉ mò ít thôi để làm vừa đủ quá à. Ăn nhiều quá thì nó hơi nặng bụng. Nên anh em mình chỉ mò làm ít để ăn để thưởng thức thôi. Giờ thì mình sẽ luộc nó nha. Này thơm hơn hai chục con rồi. Này con ốc siêu to rồi. Hôm nay tôi sử dụng cái ốc này luôn. Lấy mấy ốc nhỏ bỏ vô ốc chúa nướng hả? Cái nhà lên là thấy gấu đội hình á. Trên nó bự quá. Thật sự nó là ốc bu. Cái này thì Bin sẽ chuẩn bị chút xíu rằng mình ướp ốc á. Cái lớp này thì Bin sẽ không có quấn nha, mà Bin sẽ xắt nhuyễn sắp ở dưới con ốc này. Quấn ốc lên thì nướng nó. Anh em còn coi coi còn với bạc không? Lấy với bạc quấn cho nó chắc ăn. Cái này sợ quá. Nếu mà lần này nướng nó không nứt thì mình sẽ sử dụng nó nhiều. Đây, chờ chút nha. Cái này chờ mình sẽ xắt nó ra nha. Lấy mùi thơm nó với dùng chung với nhóc. Hết luôn, xắt nhuyễn ra luôn. Anh em mình đốt lửa đi. Chúng tôi coi còn than không? Đốt miếng lửa nướng nó đi. Mình sẽ sắc nhuyễn một ít nữa để chút xíu nữa mình sẽ ướp chung với ốc luôn làm một ít. Món này thì hơi sáng tạo một tí nha cả nhà. Lâu lâu vài bữa người ta nướng nhiều khi người ta sắc ốc ra người ta quấn với lá lớp nướng lấy 50 thôi. Đây chờ xíu đi, để ốc xong ở đây rồi nướng đuôi một phút kìa. Chút xíu anh em mình sẽ chạy cho nó vớt nhé. Con này chắc gì ạ? Chưa cứng. Đậu thử lấy con này rồi. Chưa chín. Hai cây này mềm. Chưa cứng. Cây này mềm. Đây, bây giờ mình sẽ cắt nó nhỏ nhỏ ra nha. Vừa mình ăn đó. Nó lớp còn nhuyễn nè. Nó ở đây luôn. Này con chắc mình cắt làm hai thôi. Vừa miếng của mình ăn thôi.
nguyên con thì mới cong hơi cắn. Nói gì chung nhiều lắm á. Anh em mình ốc mình sẽ ăn cho ba con để biết mùi vị ngon hơn. Thưởng thức thôi. Chứ ăn nhiều hành cũng lắm. Ăn nhiều mới có Pepsi. Những cái này thì mình sẽ bỏ xong vô. Tí muối nè. Muối đường bụng ngọt. Quan trọng rồi, phải có dầu ăn. Không có dầu ăn thì nó sẽ bị khô. Đây, không còn sẽ tới anh em. Cái sẽ tới là gì mà tôi nó sẽ tới nha. Cho nó đẹp đẹp tí nữa. Đủ vô. Giờ ta lớp luôn một hình, nó sẽ thấm, nó sẽ thơm lên. Mình là thấy cũng hấp hấp dẫn rồi đấy. Này mình sẽ tét một ít dầu vô con ốc đây nè. Ăn hơi mình nướng ốc nó không có bị dính đó. Còn ốc gì ta? Bự dữ nước dầu. Dầu nè. Ốc dầu ta nhớ đâu thấy hình này ta. Nó bự kia nó dầu chứ biết ốc gì. Này đào quá ha. Xả cây nè. Lấy cái dầu ra dùm đi. Ra lớp nè. Ít xả nè. Dụng cái này ra ngoài cho nó đẹp đi. Cho ốc luôn nè. Chút xíu nữa anh em đang mua giấy bạc nha. Mình sẽ lấy nó quấn lại giấy bạc nữa. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi mua. Quấn giấy bạc cho nó hầm cái hơi ở trên lại á. Thấy đồ kia khá đẹp. Mặt lắm lớp luôn nè. Rồi chút xíu với quẹt về bên sẽ quấn lại nha. Đặt mặt này xuống hư luôn, khét đen luôn á. Rồi một lớp thôi, chủ yếu là mình giữ cho nó hầm thôi nè. Đây. Đây. Ốc siêu to nướng như vậy. Sao thấy cao không ta? Cao lấy con gạch cho tí nữa lấy nha, dở nha. Hấp xuống đại ốc mình nó cũng chín rồi mà, đúng không? Ừ. Chín mình sống nhăn luôn. Ai biết nãy luộc sơ rồi. Được. Trời nó. Nửa đông lắm. Ôi. Con gì trong đây? Con ốc. Nghe anh em chích lỗ, lại phải lấy lá bưởi che lại. Giờ làm nó thơm thêm mùi bưởi nữa. Thôi gửi coi. Trời ơi. Wow. Ngon lành. Thơm quá, thơm quá. Ngon lành. Cái này nhắc dễ mà. Đừng lại đo đường luôn, nhắc dễ mà. Lấy cái lá khác. Hai bên tém cây đi. Anh em khiêng vô. Thơm quá, thơm quá. Lâu lâu. Cái này nè, cái này. Cái góc này tăng xét luôn. Vô. Ôi, coi cả nhà. Mời cả nhà ăn ốc nha. Cậu, hôm nay mình chơi con ốc dữ luôn cậu. Mình thưởng thức thôi. Rồi.
vô đi dao chẻ một cái một dính yeah, này một không cái à cái nè đó đi lại đi chẻ tao phải cắn rồi lên đó không, không. Rồi nhịn chẻ vậy hả rồi hai ba cái luôn rồi ba không cái có cái nào dính luôn á chẻ vậy hả ờ đâu chẻ mấy cái thôi nghỉ ăn luôn cho rồi chứ sao ồ này kinh nghiệm này kinh nghiệm chim hay quá nó cao bỏ ra nè ờ dính hai con rồi chứ lại vô tao lấy cái mũi chỉ bảy mũi chỉ bảy mà hướng chỉ chùa gỡ hả hả chỉ ăn cái dính chùm khỏi khoản luôn cậu chỉ một cái ngọt ngào tích chèo luôn á xả nè tao cũng tao quậy đi thơm nè quậy đi xong mình xả với một người lá lớp á nó dai mà nó thơm nó giòn dai sực sực ghê chị em để thử thức thôi không, được không muốn chị làm cho con gái làm đi tiêu tối rồi món này ăn hơi hơi bị đột á không nó giòn thôi nó không ra thôi để mình nướng nó lâu để tiêu không mình đợi cái đầu ốc mình con đầu con ốc nó giòn ốc quấn nướng ngon ha mốt nấu lẩu tôm con ốc luôn đi lẩu luôn hả cậu nấu lẩu luôn chơi luôn á chơi luôn à chơi lớn mà là phải mình phải mặc áo giáp nữa coi chừng nó nổ rồi. Cái vỏ ốc này nó nổ luôn á không dính rồi rồi trời ơi chỉ có chục chĩa luôn á trời ơi nè một cái không nè không dính nào luôn mày hay hay tưởng đâu nó ngon lành lắm nó cuộc đó còn không dính này lấy cái muỗng này đó là mũi chĩa cậu muốn cái ai cậu mấy muốn gì tiêu đó vậy đó tới chim nè thiệt chứ không dính luôn á cầm 7 mũi chuyển khoát một rồi ờ vậy á khó chịu quá vô chắc dính nữa dính dính chắc dính. Hên xui nghe người thấy cay đi mày nghe cay hả dao chỉ một khoát một nha chỉ khoát không ừ vậy ta gấp cho chắc nè nè cáo tàu bự quá làm đại đi hào không dính luôn không trúng được đúng không là lạc ngon thiệt mà lá lớp thơm mùi lá lớp luôn có ngon à được được thế gì anh vậy kẹp hả đúng chưa vô nãy làm nước mắm ổng á phải đặt đặt cái mùi quá xả nữa ngon không gì cũng được rồi cá luôn nhỉ con đổ đổ lớn nước mắm đến gan dây ốc này mình nhậu cũng hơi bị lâu á tại vì ốc mình đâu ăn liên tục được con liền ăn còn hả thỉnh luôn á không lá lớp ăn ốc này phải kẹp lá lớp với xả nó tao đem lại cho hai cái tâm gấp đi không tại cái này cái đầu nè cái đầu nè nó cứng á toàn cái đầu không mà không nè chặt chim được. Chim cái gai vậy đi nó làm thịt chim hả cậu làm thịt chim luôn mọt mình đi đâu mình bắt con ốc cảo này hả ta có ngoài biển á biển á ốc ngoài biển biển có bắt con đó sắt ra sao luộc sắt sao luôn muốn cái cây này yếu quá sao không có giòn ha cây này chắc à sinh ra nếu con ốc này mà cắt ra cái xào chắc để được hai bàn lấy cái chảo mình bự bự hơn sao hóc siêu to cái này chắc là to đó lấy cái cưa cắt hả cậu ha lấy cái máy cắt gạch á là cắt nè để ra thêm một lớp phù lắm mo mo được ốc này nấu lẩu được á nấu mà lửa gai 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 được á quấn với bạc nướng được chắc được tại nó dày còn đúng đốt cái này hôm nay nó mòn bớt rồi á nè nó bị mòn nè không mà mở này nhậu khỏe về buồn buồn cái giờ dẫn mình nhậu nữa cái này về không có khách chết này về nắm vậy luôn á giận làm cái thùng nữa hả đừng cái quai khách nữa giận 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 bị lột mương à cậu con tự xin giới thiệu đây là cái gà mút nước của nhà nhí nó ăn tạm đèn ngoài gà mút nước à gà mút nước á cậu hẹt cầm em cầm em mút nước à giận giận nó cầm tán nghe miệng nó đông quá thì đông luôn đông nhiều hơn cái ly nữa ông tám bà tám coi cái clip này thì mà mới phát hiện phải không mất tiêu không gà mất tiêu cái gà mút nước bằng con ốc đâu mất tiêu hả à về nhí thêm vào chỗ mất tiêu phải bên đây có nuôi cá đem bộ san hô nữa ấy san hô gì đá san hô á ấy lấy đi ta cho trồng cái cây xanh trồng lên cho rễ bám trên cây đó chơi cá gõ rễ luôn mà không biết đem qua hả?
Đợi đại vô đi, nóng nó mới ngon nè. Sống này gì nó dính vô được á. Cái không cần cho sóc. Cái món này không. Không, nếu mà tính ra muốn pha bún. Này hả? Ăn bún hả? Bún ốc. Bún ốc à. Với không à, với mua miếng bánh tét. Nhưng mà nhớ bên nhớ mấy lần trước ấp này cũng nấu bánh chua ăn rồi hay vậy hay thôi, nhưng mà nó đâu có giòn như vậy đâu. Không nha, bữa ăn bữa lòng chua, lòng chua, lòng chua nó săn lại. Nó giòn ngay chứ. Nó giòn mềm. Hôm bữa trước ăn nó dai dai. Vậy là tại nướng đúng không? Món ốc này là còn một bí kíp nữa. Để bữa nào làm nướng còn vỏ mà. Bếp hay không? Còn cái vỏ ốc cho nên nó dài. Ngon lắm à. Đâu có tướng được. Đó rồi đó, bài nói nghe mấy bạn. Còn còn một bí kíp đặc biệt dữ lắm á, nhưng mà đang giấu trong ẩn trong người. À, giấu, giấu. Cái bữa cái ba mình bắt ốc xong lên hào ốc vậy. Bí kíp ghê lắm ạ. Bắt gà bé. Bé tao tới dừa. Luộc nước dừa chết luôn. Đâu có phải à, người ta còn biết kiếp dữ lắm à, người ta từ từ mới cho cả nhà thưởng thức chứ đâu phải từ từ. Hồi sáng không văng ra dữ thơ em ghê à. Không biết kiếp đang gối lại chưa mở biết kiếp ra được. Ghê cộng. Đúng ngày biết cộng mở biết kiếp ra cũng như luyện luyện 7-7-4-9 ngày. Tại mình ăn ốc rồi cậu mới nhớ lại cái biết kiếp đó chứ không ăn ốc rồi cậu quên luôn. Ờ, tại cậu nhiều biết kiếp quá. Để lật lại. Vậy như là 7-7-4-9 mà đang luyện luyện kim trong lò bắt quá vậy. Cái món gì mà nhớ luôn đó. Đó. Cậu cái con gì mà nhớ em đó. Cậu giờ phải vô lục lại. Lâu quá rồi. Không nhớ để đào chôn ở đâu nữa. Gom lại ha. Hồi nãy lúc mà nướng thì bị cái nghĩa là nướng lâu quá hay. Rồi đúng rồi. Cái nó ghê, nó sẽ bị rắn. Cốt rồi. Nấu lần này đúng cũng nó đâu có ăn. Không đâu rắn. La lớp à hả? Tưởng la lớp rắn nè. Không, la lớp rắn. Lớp xả gì khi mình làm lâu quá rồi. Sợ nó ghê cái nó rắn. Đúng cũng đâu đó. Hôm về hơn không. Nó nghe xả với lớp nó đi cùng hợp lý không? Đúng rồi. Xả la lớp nó thơm. Nằm thơm. Ráng đi 11 xả mình bao la là ráng làm thôi đi xả xả. Một con đường. Luôn. Một con đường. Cậu làm con đường quanh con mà. Vậy mà cái mượn của tao không chị em? Không. Đủ tôi ghét ngay đâu nữa. Không có chậm chế độ nữa. Dạ. Trời thôi, tới đây cái nhà đi hết đắp rồi. Bye bye cả nhà đi. Bye bye.